Tiếp tục thông tin liên quan tới những sai phạm của vợ chồng Đường Dương ở Thái Bình. Thưa quý vị, mặc dù có đơn tố cáo Nguyễn Xuân Đường chiếm đóng và phá hoại tài sản doanh nghiệp, thế nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết lại phải hầu tòa. Từ người đi tố cáo thì vợ chồng ông đã trở thành bị can, bị cáo trong một vụ việc khác còn gây nhiều tranh cãi. Tại sao lại có câu chuyện nghịch lý như vậy? Và câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Sau khi bị đàn em của Nguyễn Xuân Đường đến phá công ty và ăn ngủ tại công ty Lâm Quyết, ông Lẫm, bà Quyết làm đơn tố cáo Nguyễn Xuân Đường đe dọa giết người và cướp tài sản. Tuy nhiên, ông Cao Giang Nam, khi đó là phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình, không cho khám nghiệm hiện trường, không khởi tố vụ án để điều tra. Suốt 6 tháng tố cáo không có kết quả thì đến ngày 12 tháng 4 năm 2018, ông Nam ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự cướp đoạt tài sản tại công ty Lâm Quyết vì không có căn cứ chứng minh do nhóm người của Đường Dương gây ra. Đồng thời sau đó ông Nam ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ký lệnh bắt tạm giam ông Lẫm và bà Quyết về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, nhưng lại là liên quan đến việc khác khi cho rằng ông cố tình chiếm đoạt 900 triệu của ông Đỗ Văn Tới. Dù nhiều lần giải thích số tiền và sổ sách để ở công ty bị đàn em của Nguyễn Xuân Đường cướp hết, nhưng không hiểu sao Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình lại xử sơ thẩm ông Lẫm 14 năm tù, bà Quyết 13 năm tù vì tội gian dối. Ông Lẫm, bà Quyết sau đó làm đơn kháng cáo kêu oan và phải đến ngày 29 tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh đối với bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết. Theo các luật sư, để chứng minh có phải là ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết gian dối hay là việc bị cướp phá mất toàn bộ tài sản và sổ sách giấy tờ là có thật hay không, thì phải khám nghiệm hiện trường tại văn phòng, nhà xưởng của công ty Lâm Quyết và xác minh hậu quả thiệt hại. Đây là chứng cứ hết sức quan trọng để xác định có tội hay không có tội. Và việc điều tra sẽ cần phải làm sớm trong thời gian tới để trả lại công bằng cho người vô tội.